Rồi tiếp theo là bonsai số 96 nha quý vị. 8 cây 500 bao ship ha. Cây số 1 nè. Còn mấy lô nữa thôi nha quý vị, không có nhiều đâu nha. Cây số 2 nha. Mấy cây này có co lắc lắc đẹp hết trơn thôi nha. Rồi. Số 3 nè. 4 nè. Già mà nó có giật cấp mấy đợt hết rồi đó. Số 5 nè. Cái số 6 nè. Cái số 7 nè. Quái luôn ha, bằng tay tôi tỷ lệ nha. Cái số này số 8 nè. Rồi. Vậy nha quý vị, tỷ lệ ngón tay nè ha. Cái này là cái dòng mini nha. Nhỏ thôi chứ không có bự. Rồi, 8 cây 500 bao ship. Là mua chuyển tiền trước nha quý vị. Rồi kết thúc luôn.